Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Hy vọng với những thông tin hữu ích, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có thể thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điềm báo trải qua một tuần, đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương thì về phương diện sự nghiệp của bạn không có điểm sáng trong suốt cả tuần. Với bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan và thương quan chiếu mệnh, làm cho bạn tuổi Tý phải dành nhiều phần lớn thời gian để tranh đấu với đồng nghiệp, thậm chí là ngay cả với lãnh đạo nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Tý cần phải hết sức bình tĩnh, chớ nên nóng nảy mà làm ra những hành động nông nổi ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Lại thêm, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn cũng đang có điềm báo có kẻ tiểu nhân tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại bạn. Vì thế, với bạn tuổi Tý chớ nên lơ là trong bất cứ công việc gì, ngay cả khi đó là công việc rất quen thuộc với bạn đi chăng nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, bên cạnh việc mạnh mẽ, không ngừng vượt qua mọi khó khăn, bản mệnh cũng cần phải quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn trong tuần này. Ngược lại, về phương diện kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Tý trong tuần này lại đang gặp được thiên tài và thực tần cùng phù trợ, làm cho bạn có được nhiều cơ hội để làm ăn kinh doanh. Thời cơ đến với bạn tuổi Tý kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, bạn có thể thu hồi được một khoản lời lại kha khá bù đắp cho những khó khăn trong khoảng thời gian vừa qua. Và khi cơ hội mở ra trước mắt, với bạn tuổi Tý hãy mạnh dạn để nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được mấy tốt đẹp, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có trong gia đình. May là đến thời điểm cuối tuần với bạn tuổi Tý có thể mọi thứ sẽ dần được tháo gỡ, hai bạn trở nên quan tâm và chia sẻ thông cảm với nhau nhiều hơn nữa nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần này đang có điềm báo có thăng có trầm, và trước hết thời điểm đầu tuần với bạn tuổi Sửu do ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kim chiếu mệnh, làm cho bạn thường không nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu, càng về cuối tuần, sự quyết đoán của bạn dần chinh phục được niềm tin của đông đảo mọi người, kể cả là lãnh đạo nữa nhé. Về tình hình tài chính của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, tình hình tài chính của bạn cũng không có được mấy điểm sáng trong tuần. Cơ hội làm ăn chủ yếu tới vào thời điểm đầu tuần và sau đó cũng khá chi là im ắng. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, nhân thời điểm nhận được sự nâng đỡ của thực thần, bạn cần phải cố gắng lao động thì tiền bạc mới trở về tay mình được. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khoảng trầm lắng. Có thể vợ chồng bạn cảm thấy bất đồng quan điểm với nhau cho nên ít chịu trao đổi tâm sự với nhau. Nhưng với bạn tuổi Sửu, bạn có biết làm như vậy sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai càng trở nên xa cách nhau hay là không? Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải suy nghĩ lại về những việc mình đang làm. Nên nếu như là sai thì bạn cần phải điều chỉnh, sửa sai càng sớm càng tốt bạn tuổi Sửu nhé. Và may mắn là trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được sao Thái Âm là cát tinh chiếu mệnh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho nhân duyên của những bạn đang còn độc thân vẫn có được nhiều điểm sáng, đặc biệt là đối với những bạn nữ tuổi Sửu.
Bạn nữ tuổi Sửu á nên giữ quan hệ với những người chân thành với mình, thẳng thắn với mình, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình chứ không nên tiếp tục ngó lơ đi. Có như vậy, cơ hội sẽ tìm được người ưng ý với mình sẽ rất lớn bạn tuổi Sửu nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang có điềm báo trải qua một tuần công việc của bạn đang có vận trình tốt xấu đan xen. Có thể mới đó với bạn tuổi Dần được cấp trên khen ngợi nhưng ngay sau đó với bạn cũng sẽ phải chịu nhận sự chỉ trích đàm tiếu của đồng nghiệp. Do đó, với bạn tuổi Dần, bạn cần phải giữ thái độ bình tĩnh, thắng không kêu, bại không nản thì mới có thể đạt được mục tiêu mà mình đề ra bạn tuổi Dần nhá. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp sao dịch mã chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như vướng phải những khó khăn thì với bạn tuổi Dần nên suy nghĩ tích cực hơn, không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại với bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu và ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra bạn tuổi Dần nhé. Còn về cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn tuổi Dần trong tuần mới này chủ yếu có được sự rực rỡ vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần nhờ có thiên tài và chính tài chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Dần, bạn cần phải cố gắng lao động thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho mình. Và một số người trong tuần mới này có được cát khí trợ mệnh cho nên cũng sẽ có được cơ may về trúng số, trúng thưởng, cũng có thể là nhặt được tiền rơi. Tuy nhiên với bạn tuổi Dần, không nên phụ thuộc vào số tiền mà mình kiếm được dựa trên những trò chơi may rủi nhá. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, các chuyện tình cảm của bạn cũng có được những điểm sáng, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Nhưng như vậy không đem lại nhiều tác động cho cả tuần, khá chi là trầm lắng. Với bạn tuổi Dần, các chuyện tình cảm của bạn và người ấy thường xuyên xảy ra cãi nhau vì những quan điểm dù nhỏ nhặt nhưng lại khó thống nhất được với nhau nữa. Vì vậy, bạn cần phải biết bao dung và dung hòa với nửa kia của mình hơn bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mão đang có điềm báo, có chìm, có nổi bấp bênh. Dù đầu tuần nhờ có được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Mão, bản mệnh cũng có thể khẳng định được thế mạnh của bản thân mình. Nhưng ngay sau đó, có thể vì quá kiêu ngạo cho nên mọi việc bạn làm đều phải nhận lấy sự dò xét của mọi người xung quanh, thậm chí là có tiểu nhân chơi xấu. Bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong cách hành xử của mình ở nơi công sở nữa nhé. Xem tử vi cũng cho thấy, trong tuần mới này với bạn tuổi Dần, cái chuyện làm ăn buôn bán của bạn lại có được sự khởi sắc, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Vì thế mà với bạn tuổi Mão, bạn sẽ cần phải lao động khá chi là vất vả thì mới kiếm được tiền về tay mình. Tuy nhiên, bạn cần càng cần cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được lại càng rực rỡ bấy nhiêu. Vì thế, bạn chớ nên nản chí bạn tuổi Mão nhé. Lại thêm, thiên tài và thực thần chiếu mệnh sẽ đem lại cho bạn có được nhiều cơ hội về đầu tư, kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Vì vậy, với bạn tuổi Mão cần phải chú ý, sáng suốt và biết nắm bắt thời cơ để kiếm lợi về cho mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có điềm báo không được thuận lợi cho lắm. Với bạn tuổi Mão, bạn cần phải chú ý trong việc trò chuyện, trao đổi ý kiến với nửa kia của mình, không nên cứng đầu, cố chấp, khăng khăng với quan điểm của bản thân mình. Vợ chồng cần phải đồng lòng với nhau thì mới vượt qua được mọi khó khăn, sóng gió trong cuộc sống nữa. Trong tuần mới này, với bạn tuổi Mão lại đang gặp được sao Thái Dương chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn đang còn độc thân, vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của các bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu như bạn biết mở lòng mình hơn với mọi người, thì rất có thể bạn sẽ tìm được
một nửa thích hợp với mình hoặc là có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong tuần. Vì vậy, với bạn tuổi Mão, chớ nên chần chừ do dự quá lâu bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai cả bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang có điềm báo, đầu tuần là thời điểm gặp khá chi là nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương. Thương quan và tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Thìn dễ làm mất lòng người khác, vì vậy bạn cần phải chú ý hơn trong cách ăn nói, cư xử, hành động của bản thân mình. Tuy nhiên, nếu như bạn không ngừng cố gắng để khẳng định bản thân mình, thì từ giữa tuần trở đi, mọi người sẽ nhìn bạn bằng con mắt ngưỡng mộ và tôn trọng hơn nhé. Và tình hình tài chính của bạn mệnh tuổi Thìn trong tuần mới này cũng khá chi là trầm lắng trong suốt cả tuần. Đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán cũng chớ nên vội vàng. Có cơ hội đầu tư dù xuất hiện cũng rất mong manh, cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn, chứ đừng có nên nhắm mắt đưa chân kéo lại xa cơ lỡ bước mất tiền mang tật bạn tuổi Thìn nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp sao Thái tuế án ngữ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn trọng trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Và trước khi rời nhà với bạn tuổi Thìn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân mình sao cho phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc là giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu, tác động xấu tới bản thân mình. Ngoài ra, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này cũng không được như ý muốn, đặc biệt là đối với những người đã lập gia đình rồi thì sẽ gặp phải nhiều chuyện muộn phiền. Nếu như bạn không nhanh chóng tìm cách cứu vãn, bạn có thể sẽ khiến cho hạnh phúc lứa đôi dẫn tới sự tan vỡ hoặc là tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của mình. Với bạn tuổi Thìn, bạn nên từ bỏ sự kiêu ngạo của bản thân và thử xuống nước trước với người ấy để giảng hòa xem sao bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang có điềm báo, trải qua một tuần về phương diện sự nghiệp của bạn phát triển tương đối là thuận lợi. Trừ khoảng thời gian đầu tuần sẽ gặp phải một số rắc rối thì sau đó với bạn sẽ có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Thiên ấn và chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn chỉ cần cố gắng hết mình thì tài năng của bạn sẽ được mọi người công nhận và cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn nữa. Về phương diện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này cũng đang có được nhiều điểm sáng, nhưng chủ yếu là vào thời điểm cuối tuần. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải nhanh chóng để thấp chớp lấy thời cơ. Khoảng thời gian đầu tuần là lúc bạn cần phải chuẩn bị về tài lực và vật lực để khi có cơ hội xuất hiện trước mắt mình thì không rơi vào cảnh bất ngờ, bỏ lỡ hoặc là hoang mang chần chừ bạn tuổi Tỵ nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng khá trầm lắng, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Và nếu như bạn đang còn độc thân, có vẻ như bạn khá khép kín và không chủ động tiếp cận với mọi người. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cảm thấy mình có thể sống một cách độc lập mà không cần tới sự quan tâm của bất cứ người nào nữa đó. Vì vậy, bạn cần phải sửa đổi cái tính cách này nếu như bạn có muốn có được người tâm đầu ý hợp với mình nhé. Trên thực tế, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được sao Bách Việt chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ vốn là người có nét hấp dẫn rất riêng biệt, với bạn cũng là người tài giỏi trong việc ăn nói cho nên cũng dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người khác phái. Với bạn mệnh tuổi Tỵ, hãy thử mở lòng mình hơn trong mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là những người khác giới. Bạn cũng không cần phải nghĩ cứ giữ quan hệ là sẽ trở thành người yêu. Bạn cần phải rộng mở tất cả với mọi người. Có như vậy thì vận đào hoa của bạn sẽ tăng lên nhé.
Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu phát triển tương đối là ổn định. Với bạn tuổi Ngọ đang gặp được chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy với bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu như bạn thể hiện được điểm mạnh riêng biệt của bản thân mình. Song với bạn tuổi Ngọ, dù có thành công thế nào đi chăng nữa, với bạn cũng chớ nên lơ là hoặc là kiêu ngạo, tạo điều kiện cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cách để hạ bệ mình, cản trở con đường thăng tiến của bản thân mình nhé. Và trong tuần mới này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần, một số người sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác triển vọng, cho nên cơ hội kinh doanh buôn bán mới sẽ mở ra trước mắt. Với bạn tuổi Ngọ cần phải tiếp tục cố gắng, đích đến của bạn đặt ra sẽ không còn xa nữa. Vì vậy, bạn cần phải nỗ lực hơn thì mới đạt được mục tiêu của mình đề ra. Trong tuần mới này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp sao Thiên Cẩu là hung tinh chiếu mệnh, chỉ ra rằng bản mệnh tuổi Ngọ cũng sẽ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn tuổi Ngọ phải biết cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống của mình, cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc vào người. Nếu như thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu cảnh báo thì bạn nên gác lại công việc và dành thời gian quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Trên phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này, dường như cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy đều đang trong quá trình bận rộn, cho nên thiếu thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau. Với bạn tuổi Ngọ, bạn tưởng rằng như vậy là bình thường, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng phía sau sự bình yên này. Vì vậy, với bạn tuổi Ngọ, bạn hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm tới người ấy nhiều hơn bạn tuổi Ngọ nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mùi đang có điểm báo, có thăng, có trầm. Vì thế với bạn cần phải hết sức chú ý tới thái độ của bản thân mình khi đối diện với các vấn đề xảy ra trong tuần. Thái độ tốt có thể sẽ giúp cho bạn dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn, trong khi thái độ không tốt thì sẽ gây ra phản cảm cho mọi người, thậm chí là tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại bạn nữa. Trong tuần mới này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được sao Thiên Đức là cát tinh phù trợ, và đây là dấu hiệu chứng tỏ chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình thì mọi khó khăn thậm chí sẽ trở thành cơ hội để cho bạn khẳng định được năng lực của bản thân mình. Cấp trên ắt hẳn cũng sẽ rất quý trọng những nhân viên vượt khó như bạn, và bạn cũng có thêm nhiều cơ hội trong tương lai của mình hơn nữa. Còn về cái chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Mùi trong tuần này cũng không được mấy sáng sủa. Bạn có cơ hội đến thì cũng chỉ xuất hiện vào thời điểm đầu tuần và sau đó gần như là không còn nữa. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền mà mình đang có trong tay, chứ có vội vàng đầu tư mà hãy tìm cơ hội khác thích hợp hơn với mình nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân, khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý với mình, có thể với bạn vẫn còn vương vấn trong bóng hình của quá khứ, cho nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi là bạn hãy để cho quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai, thái độ tích cực bằng thái độ tích cực hơn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là trong lĩnh vực sự nghiệp, với bạn tuổi Thân phải trải qua một tuần khá chi là vất vả thì mới có được hưởng trái ngọt về cho mình. Và đầu tuần, dưới sự tác động của thương quan và tỷ kim chiếu mệnh, với bạn sẽ phải tranh đấu với đồng nghiệp, thậm chí là với cấp trên để bảo vệ quan điểm của bản thân mình. Và đến cuối tuần, với bạn sẽ có được thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn, giúp cho bạn khẳng định được những quyết định của bản thân mình là đúng đắn.
Xong á, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân, đáng tiếc là đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán không gặp được nhiều may mắn đến như vậy. Và tuần này với bạn khó tìm được cơ hội về đầu tư có lời, thậm chí là phải dùng tiền để bù cho những sai sót mà mình đã gây ra. Với bạn tuổi thân, bạn trở nên nản chí mà cần phải tiếp tục cố gắng đặt hy vọng hơn nữa vào tương lai của mình nhé. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn lại phát triển tương đối là tốt, nhất là đối với những ai đã lập gia đình rồi. Bạn và người ấy có được nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm với nhau, đặc biệt là cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn. Nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ nữa rồi. Bạn và người ấy có thể chính là cặp đôi đẹp duyên, vợ chồng trời phú nữa. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi thân cũng đang gặp sao Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Và bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời cũng có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mình hơn nữa bạn tuổi thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là về phương diện tình cảm của bạn đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Và sau một vài khúc mắc trong chuyện tình cảm vào đầu tuần với bạn tuổi Dậu, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đã có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bạn không còn xét nét với những khuyết điểm của người ấy nữa, bởi bạn hiểu rằng chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo cả. Và với bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, bạn mệnh cũng đang có điểm báo sẽ phải đối diện với một vài khó khăn trong sự nghiệp của mình. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để cho bạn khẳng định được bản thân mình, vươn lên một vị trí cao hơn so với trước đó. Vì thế, dù phải đối mặt với tình huống khó khăn như thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi Dậu, bạn cũng chớ có bỏ cuộc hoặc là đùn đẩy trách nhiệm cho người khác bạn tuổi Dậu nhé. Cái chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này chủ yếu là vào thời điểm đầu tuần khi bạn đang gặp được thiên tài và thực thần chiếu mệnh. Với bạn tuổi Dậu nên tranh thủ cơ hội này để cố gắng vươn lên, có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên chủ quan mà tham lam quá, kẻo lại rơi vào vòng lao lý hay là sập bẫy của những kẻ tiểu nhân nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được sao Thử tử vi là cát tinh chiếu mệnh. Cái điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn tuổi Dậu trong tuần. Và nếu như bạn đang còn trẻ tuổi, với bạn cần phải cố gắng không ngừng nghỉ, rèn luyện bản thân mình hơn nữa, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong mọi tư thế sẵn sàng. Nhờ đó mà với bạn sẽ có được những cơ hội tốt đẹp sẽ mang tới cho bạn trong thời gian tới nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn đang có điểm báo tốt xấu đan xen. Vì thế với bạn tuổi Tuất dù đang gặp phải thuận lợi, với bạn cũng chớ nên chủ quan. Thời điểm đầu tuần với bạn dễ rơi vào tình cảnh bị đồng nghiệp cô lập. Nhưng nếu như bạn là người ngay thẳng thì chẳng có việc gì phải sợ hãi bởi những lời đàm tiếu về mình cả. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tích cực thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, mạnh dạn nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt mình, với bạn sẽ nhanh chóng để lại được ấn tượng tốt đẹp với mọi người và lãnh đạo nữa. Tuy nhiên, cái chuyện kiếm tiền của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này cũng không có nhiều biến động. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, dù khó tìm được cơ hội để phát triển nhưng cũng không rơi vào tình cảnh bù lỗ nặng nề. Và thời điểm này với bạn tuổi Tuất, bạn nên cẩn trọng hơn trước khi đưa ra những quyết định về đầu tư tài chính nhé. Về phương diện chi tiêu của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh, cho thấy bản mệnh cũng cần phải có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên thích gì là mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng tiền của mình làm ra. Với bạn tuổi Tuất, bạn không nên vung tiền để cho bằng được người này, người khác mà nên biết tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho những bất trắc xảy ra trong tương lai của mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này,
đối với những cặp đôi, các chuyện tình cảm của bạn có khả năng sẽ phải đối diện với nhiều tin buồn trong chuyện tình cảm. Có thể với bạn sẽ phải nhận lại sự phản bội từ người ấy mà không hề biết mình đã làm gì sai. Với bạn tuổi Tuất, bạn cũng chớ nên tự đổ lỗi cho bản thân mình nếu như đối phương mới là người thiếu chung thủy bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có được báo hiệu trải qua một tuần có được một khởi đầu tuần khá chi là thuận lợi khi bạn đang gặp được thiên quan nâng đỡ. Nhưng từ giữa tuần trở đi, với bạn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thị phi ập đến, thương quan và tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn khó có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với cả cấp trên và đồng nghiệp nữa. Ngược lại, về phương diện làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này lại đang có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần đến cuối tuần có vẻ như là in ắng hơn. Với bạn tuổi Hợi, bạn nên biết nắm bắt cơ hội ở trước mắt mình, chớ nên chần chừ, do dự, kéo lại bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc đến với mình. Trong tuần mới này, với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn rất có thể sẽ phải chi tiêu khá chi là nhiều cho những khoản lặt vặt phát sinh hàng ngày. Vì thế, bạn tuổi Hợi làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là trong việc chi tiêu hay là liên quan tới tiền nong. Nếu không, dù có dư giả đến đâu, với bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tốn về tiền của mà lợi ích thu lại thì không được là bao nhiêu cả. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này, chủ yếu sẽ gặp phải một số rắc rối ở vào thời điểm giữa tuần, nhưng cho tới cuối tuần thì với bạn sẽ có được dấu hiệu ổn định hơn. Và với bạn tuổi Hợi, bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương nhiều hơn nữa rồi. Vì thế, tình cảm của bạn cơ bản là ổn định nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.